Vâng ạ, em Luna xin hân hoan gửi lời kính chào tới toàn thể các bác nhé. Em xin được mở nội thất của hai đôi loa hàng bãi xịn vừa về tới cửa hàng em. Những đôi loa hàng bãi đến là thương hiệu của Đức. Tên sản phẩm là B3, mã sản phẩm là MU12. Thưa các bác của anh em là mua được hai đôi loa bãi mà cứ tưởng mình nhận được nhầm hàng các bạn. Đấy, cứ tưởng người ta gửi nhầm cho loa mới các bác nhá. Đẹp quá các bạn. B3 MU12 sở hữu đó là một bát 30 từ 17, coi 7,6, tép từ 17, coi 7,2, thùng gỗ, sơn sần bóng màu đen. Và giá đôi loa này hiện tại em Luân xin được chào bán giá tốt nhất cho các bác của anh em, đó là 14.500.000 đồng trên một đôi các bác nhá. Giá cho em chào bán tại cửa hàng các bác của anh em xem này, đúng không ạ? Mua những đôi loa bãi nó xứng đáng với những gì mà người bán giới thiệu, đúng không các bác? Xương nhôm đúc nguyên khối và là xương sơn sần, keo hồng đỏ chót luôn. Chiếc nào cũng thế các bạn, đẹp lắm. Giá thì cực kỳ là êm, các bác nhìn này, đẹp chưa? Gần như mới các bác nhá. Gần như mới luôn. Ok chưa anh em? Quá tuyệt vời đúng không ạ? Gân vải tẩm dầu, mang giấy gân sóng các bác nhá. Ok chưa? Xương nhôm đúc, keo nó kéo một đường ra một phân để cho nó bền bỉ cho cái màng các bác nhá. Không gặp được những đôi nào đẹp như đôi nào đâu ạ. Em luôn 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 lựa chọn và tìm kiếm những đôi nào đẹp nhất để về chào bán phục vụ tới các bác của anh em. Ok chưa? Dòng này rất chất các bác nhá. Ke này, ke sắt này. Đó, đây là tép, đây là bát. Các bác xem từng chiếc một nhá. Nó chỉ thiếu mỗi hộp xốp thôi các bạn. Đấy, mở ra mà nó mới như này, không cần phải lau chùi vệ sinh gì cả. Ok chưa? Và thưa các bác của anh em, để đôi loa nó đưa ra chất âm hay nhất thì các bác của anh em sẽ sở hữu và sử dụng những con đẩy có công suất từ 600W trên một kênh tới 800W trên một kênh, tới 1000W trên một kênh, nội trở 8 ohm các bác nhé. Các bác của anh em có nhu cầu mua sắm những đôi loa bãi đẹp của B3, tất cả các model thì hãy gọi điện cho em. Và các bác cần tư vấn ghép bộ những bộ karaoke chất thì các bác của anh em alo cho em các bác nhé. Giá luôn là tốt nhất và chất lượng luôn là số 1 và chất lượng là tốt nhất các bác nhá. Ok, cảm ơn các bác của anh em rất nhiều. Các bác nhìn này. Và nhìn đã thấy thèm rồi đúng không ạ? Chảy nước miếng luôn các bác nhá. Đẹp khá dữ luôn đấy ạ. Đôi loa này công suất khá khỏe các bác nhá. Sử dụng gia đình cho những phòng từ 15 tới 40 tới 45 mét vuông các bác nhá. Đó, các bác của anh em có thể kết hợp đẩy 2 kênh để đánh với đôi này, hoặc là kết hợp đẩy 3 kênh để đánh với một quả súp hơi, hoặc có thể kết hợp với một đẩy 4 kênh để kết hợp với loa súp hơi và cả loa lời các bác nhá. Ok, trân trọng cảm ơn toàn thể các bác. Loa này chỉ lau qua vỏ là bán luôn các bác nhá. 14.500 tại cửa hàng. Các bác chỉ cần đặt cọc tiền em sẽ gửi hàng. Trân trọng cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bác của anh em ở một clip tiếp theo ạ.